Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Sát hại đồng nghiệp vì không được trả lương, mâu thuẫn trong vấn đề tiền lương, Nguyễn Duy Thực, Hà Nội đã dùng kéo đâm vào ngực và tiếp tục lấy thanh sắt đánh vào đầu khiến tổ trưởng tổ bảo vệ tử vong ngày mùng 2 tháng 8. Thông tin từ công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thanh Oai đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Duy Thực, sinh năm 1950 trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, ông NVG sinh năm 1969, ở xã Bích Hòa là tổ trưởng tổ bảo vệ công ty Italia Production thuộc cụm công nghiệp Bích Hòa, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, được công ty chủ quản là công ty dịch vụ Bảo Sơn, Đồng Nai giao nhiệm vụ phân ca trực và chi trả lương cho nhân viên trong tổ. Ông G lấy lý do Nguyễn Duy Thực tự ý nghỉ việc nên báo cáo công ty không trả tiền lương dẫn đến hai bên xảy ra xô xát mâu thuẫn. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 7, thực mang theo một thanh sắt vuông và chiếc kéo đến công ty vào phòng bảo vệ đánh ông G thực dùng kéo đâm vào ngực ông G và tiếp tục lấy thanh sắt đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Phát hiện sự việc, người dân đã tri hô, thực lấy xe máy bỏ chạy. Đến 10 giờ 30 sáng cùng ngày, thực đã đến công an huyện Thanh Oai đầu thú.